Phượng Hoàng của Trấn là một trong những ngôi làng cổ đẹp nhất châu Á. Nơi đây được ví như đẹp như tiên cảnh. Nếu có cơ hội, bạn nên đến nơi đây một lần trong đời. Đây là cây cầu cao nhất của Phượng Hoàng của Trấn. Và hôm nay chúng ta sẽ lên cây cầu cao nhất của Phượng Hoàng của Trấn về đêm. Và từ đây chúng ta sẽ đi bộ để khám phá Phượng Hoàng của Trấn đêm sẽ như thế nào. Được đánh giá là một điểm du lịch thú vị, nằm trong top những điểm du lịch thu hút khách nhất Trung Quốc, Phượng Hoàng cổ Trấn gây ấn tượng cho du khách với vẻ đẹp cổ điển và vô cùng lãng mạn. Đến Phượng Hoàng cổ Trấn có hai thời điểm lý tưởng cho du khách ngắm nhìn và thăm thú thị trấn cổ xưa này, đó là lúc rạng sáng sớm và buổi đêm. Khác với ấn tượng về một số điểm du lịch cổ xưa, Phượng Hoàng cổ Trấn về đêm vô cùng lộng lẫy và náo nhiệt. Phượng Hoàng cổ Trấn ban ngày mang trên mình một vẻ đẹp bình yên, giản dị, hệt như khung cảnh của những ngôi làng xưa vốn có. Nhưng khi mặt trời dần lặn về phía sau núi thì Phượng Hoàng cũng theo đó mà trở mình thức dậy. Những con phố rực rỡ, lấp lánh ánh đèn, những âm thanh tươi vui nhộn nhịp, những hàng quán ven đường tỏa mùi đồ ăn thoang thoảng, thơm cả một con đường. Nơi đây luôn biết cách làm du khách mê mẩn cho dù ở bất cứ thời điểm nào đi chăng nữa. Và tận mắt chứng kiến sự chuyển giao mạnh mẽ của Phượng Hoàng cổ Trấn mới thực sự cảm nhận hết được vẻ đẹp của chốn bồng lai tiên cảnh. Từ phía trên cao nhìn xuống, Phượng Hoàng cổ Trấn hệt như một thành phố nhỏ hiện đại lọt giữa núi rừng. Nhìn những ngôi nhà cổ được trang trí, thiết kế với đèn hoa rực rỡ sắc màu, khiến du khách không khỏi trầm trồ ngỡ ngàng. Đèn lồng đỏ treo ở mọi nơi, những con hẻm lát đá hoa chạy dài, trên khắp các ngã đường là những xe bán thịt nướng, mực nướng thơm phức, những quầy bán mì bưng bê ý ới. Đi dạo trên phố hoặc đứng từ trên cao nhìn Phượng Hoàng cổ Trấn ban ngày nhộn nhịp bao nhiêu, ban đêm toát lên vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn bấy nhiêu. Sao em lại ngồi ở đây một mình? Em gái ơi, sao em lại ngồi ở đây một mình? Khu phố dọc hai bờ sông Đà Giang là một nơi lý tưởng để đi bộ ngắm nhìn thị trấn về đêm. Không những vậy, khu vực này còn có rất nhiều quán cà phê cho du khách nghỉ chân, thưởng thức thời gian bình yên với ly cà phê nóng và âm nhạc du dương. Và nếu tin vào những điều ước, lời nguyện cầu, du khách cũng có thể tìm mua cho mình những chiếc đèn lồng đỏ bằng giấy của người thổ gia dọc hai bờ sông, sau đó cầu nguyện và thả lồng đèn xuống lòng sông. Biết đâu một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành sự thật. Du khách có thể thăm thú những cửa hàng bán đồ lưu niệm xinh xắn và những quán ăn trong ngõ của thị trấn. Những món lẩu và đồ nướng của Phượng Hoàng cổ Trấn vô cùng tươi ngon mà giá lại rất phải chăng. Không chỉ có vậy,
thị trấn còn có những quán bar mở tới tận đêm muộn, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí về đêm của du khách. Nghe đến cổ trấn, chắc ai cũng nghĩ nơi đây bình yên. Nhưng khi đêm xuống, cổ trấn hoàn toàn khác biệt, với lung linh sắc màu, âm thanh sôi động. Ai yêu thích cuộc sống về đêm, chắc không thể bỏ qua các quán bar ở hai bên bờ sông. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp truyền thống và một chút hương vị hiện đại giúp Phượng Hoàng cổ trấn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách. Chắc hẳn bất kỳ ai từng đặt chân một lần tới nơi đây đều muốn quay trở lại không chỉ một lần. Mình không lấy đâu, mà sao mình lại không lấy cho em.